Lai Châu được coi là thiên đường săn mây cho khách du lịch yêu thích loại hình du lịch khám phá này. Từ chiêm ngưỡng đỉnh núi đẹp nhất Puta Leng 3.049m cháy rực sắc đỗ quyên, đến chạm tay vào cột mốc 42 trên hành trình khám phá Pusilung 3.083m đầy thử thách, từ kỳ quan San Bạch Mộc Lương Tử 3.046m tới con dốc 3 giờ ngược lên Pờ Ma Lung 2.967m, từ khám phá Cổ Châu Tả Liên Sơn 2.996m đến chinh phục khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp nơi đỉnh Khang Su Văn 3.012m. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa lãng mạn, trữ tình, vừa hùng vĩ, hoang sơ của một vùng đất giàu tiềm năng và thế mạnh. Đang hứa hẹn là điểm đến lý tưởng của du khách trong hiện tại và tương lai gần, đúng như định hướng phát triển về du lịch, kinh tế xã hội mà tỉnh Lai Châu đã xác định. Pusilung khá đặc biệt trong số 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Pusilung là ngọn núi cao thứ nhì Việt Nam, chỉ thấp hơn nóc nhà Đông Dương Phan Xipang có 60m và cao hơn tất cả những ngọn núi còn lại ở nước ta. Pusilung được những người leo núi, những người trekking bình chọn có độ khó số 1 trong việc chinh phục bởi nó rất cao và chặng đường lên đỉnh núi rất dài. Để chinh phục Pusilung, người leo núi phải đi bộ hơn 50km cả đi lẫn về trong hành trình ít nhất 3 ngày 2 đêm. Và với người leo núi không chuyên phải mất 4 ngày 3 đêm. Một hành trình thật không dễ dàng chút nào. Chinh phục đỉnh Pusilung, ngoài sự chinh phục đỉnh núi có độ khó nhất, nó còn mang những ý nghĩa về chủ quyền, sự tự hào lãnh thổ khi đến với cột mốc 42. Chinh phục Pusilung, mỗi bước đi như mang bóng hình Tổ quốc. Con đường chạy ven theo sườn núi từ thị trấn Mường Tè lên đồn biên phòng Pa Vệ Sử nằm dưới dãy núi Pusilung là hành trình đầu tiên của cuộc chinh phục nóc nhà biên cương. Người dẫn đường Lù Thị Gôn hôm nay căn dặn các thành viên trong đoàn rất cẩn thận, báo trước sự khó nhọc để chinh phục Pusilung. Hiện tại đoàn mình đang ở đồn biên phòng Pa Vệ Sử và trước tiên leo núi ạ. Không biết đoàn mình đã chuẩn bị hết hành trang chưa ạ? Chuẩn bị hết đồ nghề rồi đúng không ạ? Trong quá trình leo núi ấy, thì đoàn có gặp khó khăn gì thì mình phải thông báo cũng như là hỗ trợ cùng nhau để mình xử lý kịp thời. Dạ vâng, bây giờ đoàn chúng ta sẽ bắt đầu hành trình leo núi những ngọn núi cao nhất, đẹp nhất, hùng vĩ nhất ở Lai Châu. Buổi sáng khởi hành của đoàn chúng tôi khá thuận lợi, trời nắng ấm, gió nhẹ, tất cả đã sẵn sàng và ai cũng hào hứng lên đường để đến với cột mốc số 42 trên đỉnh núi. Thử thách ban đầu là một vài con dốc nhỏ, lên xuống. Bất ngờ nghe tiếng nước reo ầm ầm, trước mặt là một con suối. Nhìn dòng nước suối đang miệt mài chảy, hẳn không có chuyện gì khó khăn, phức tạp. Nhưng khi nghe người dẫn đường kể, chúng tôi mới hiểu hết được tại sao lại có cây cầu bằng dây sắt kéo ngang dòng suối. Đến nguồn nước đổ ấy, nước suối sẽ dâng lên tận trên này này. Đó. Xong là chúng ta các đoàn leo núi sẽ không đi lội qua cái suối này được. Và chúng ta sẽ phải bước lên trên cái cầu này này. Trên cái cầu sắt này này. Đó. Đây, xong là mình mới đi qua được suối. Có đi nhỉ? Vâng. Rất là may là hôm nay đoàn mình đi vào mùa không phải là nước suối to ấy. Nên là đi cũng đỡ. Đến với con suối thứ hai, nước chảy nhẹ nhàng, hiền từ hơn. Ở đây chúng tôi gặp một bà cụ đang đứng giữa lòng suối tìm kiếm gì đó. Hỏi ra mới biết bà có tên là Vàng Mỹ Gia, năm nay hơn 70 tuổi. Bà đang tìm bắt những con nhộng suối về để cải thiện bữa ăn cho hai ông bà. Đây là một con nhộng suối của Pusilung các bạn nhé. Và cái con này này sẽ mang về chế biến và xào với lại các gia vị của núi rừng. Món đây là một món đặc sản đặc trưng của người Lao Hủ. Đây. Đấy, món này rất là thơm ngon nha đây này. Xuyên rừng hơn 1 giờ đồng hồ, xa xa chúng tôi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, dấy lên một niềm xúc động. Thì ra đó là căn nhà của ông bà Vàng Mỹ Gia.
Hơn 20 năm nay, bà Vàng Mỹ Gia và người chồng Vàng A Chờ hơn 85 tuổi sinh sống lặng lẽ trên ngọn núi Pu Si Lung này, dưới lá cờ Tổ quốc đang tung bay trước gió. Cụ ông Vàng A Chờ là người dân tộc La Hủ. Ông không nói được tiếng Kinh, nhưng ông luôn tỏ ra thân thiện, mến khách. Ông ngồi đây cả ngày, thỉnh thoảng có những khách leo núi qua đây dừng chân trò chuyện, chụp ảnh cùng ông. Trên nóc nhà biên cương mà có tiếng người, có hai ông bà bám đất, bám rừng, sống chan hòa với thiên nhiên, vui chung với đại ngàn thì quý lắm chứ. Nhiều người leo núi Pu Si Lung gọi nơi đây bằng một cái tên thân thuộc, Lán Ông Già. Dù lên núi hay là xuống núi, chỉ có duy nhất con đường này, nên Lán Ông Già chẳng khác gì một chiếc đèn dầu thắp sáng giữa rừng khuya. Trên đường Pu Si Lung vắng bóng người, chỉ có cỏ cây, chim muông, hoa lá, gió rừng và ánh mặt trời. Vào tháng 4, khi những cơn mưa vừa dứt, thì loài rắn trên núi lại ra ngoài lối đi hoặc chỗ thoáng mát để phơi nắng. Tình cờ chúng tôi bắt gặp mấy chú rắn lục hồng chắn giữa lối đi. Bằng sự trải nghiệm dẫn khách leo núi nhiều năm, Lù Thị Gôn thấu hiểu nỗi lo sợ của chúng tôi và đã truyền dạy những kỹ năng sinh tồn rất cơ bản khi gặp loài rắn này. Hóa ra, loài rắn vốn dĩ cũng rất hiền lành và thân thiện. Chúng chỉ phòng vệ chứ không chủ động tấn công con người khi con người không tấn công chúng. Khi mà mình phát hiện ra rắn mà nó nằm ở giữa đường ấy, thì mình sẽ tạo một cái tiếng động nhỏ hoặc mình sẽ đứng lại và nó sẽ biết mình đến và nó sẽ đi và nó sẽ nhường đường cho mình đi. Chỉ cần mình không làm hại nó, mình không đánh nó thì nó sẽ không làm hại mình. Nét khác biệt của Pu Si Lung so với các ngọn núi trong nhóm 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam chính là ở sự hoang sơ, cây cối rậm rạp, người leo núi được nếm trải đủ những loại hình của núi rừng. Khi thì leo dốc cao liên tục và vắt ngược. Khi thì phải phát tán những cây xòe ra chắn lối. Khi thì phải chui qua những cây đổ rạp giữa đường. Lúc thì chìm đắm trong cả khu rừng toàn lau sậy. Nếu không mang găng tay, không áo dài, quần dài thì chắc chắn sẽ bị xây xước, chảy máu. Nhưng Pu Si Lung không chỉ là nơi có những thách thức thử lòng người chinh phục. Ngọn núi này còn là nơi có những cảnh đẹp mê hồn, những khu rừng nguyên sinh. Sau cơn mưa, nước chảy thành dòng trên lối đi, dồn những thảm lá khô xô vào một góc. Cảnh tượng chỉ có ở Pu Si Lung. Có những lúc bước qua những thảm lá khô thành tầng. Rừng nguyên sinh ở độ cao 2.000m trở lên, những thân cây cổ thụ được bao bọc bởi loài rêu xanh mướt. Đó là một quá trình quần cư, chung vui, cùng tồn tại của các loài thực vật chỉ có ở những khu rừng nguyên sinh trên núi cao. Cũng nhiều khi, cái đẹp của núi rừng Pu Si Lung mang lại là cái đẹp của sự nhấn chìm con người dưới những tán cây tùm. Cảnh núi rừng Pu Si Lung mang lại sự lãng mạn và trữ tình bởi các loài cây rừng, hoa rừng đang đua sắc, khoe màu sau cơn mưa. Dù không biết chúng có tên gọi là gì, nhưng ai nấy đều ngẩn ngơ ngắm nghía. Để quên đi cái mệt nhọc khi leo núi, người dẫn đường Lù Thị Gôn luôn tươi cười và hát để xua tan không khí trầm lặng của những bước chân đang thấm mệt. Nhiều lúc sự tưởng tượng của con người đã khiến những xác thân cây thành những hình hài có sức sống. Gôn và đoàn đang trên đường đi mốc 42 trên ngọn núi Pu Si Lung. Vâng, và trên đường đi thì có đi ngang qua một gốc cây. Đó, gốc cây này khá là cổ thụ và nó có biểu tượng dáng hình người. Có đầu này, có mặt này, có tay, có lưng và có cả chân nữa. Trên nóc nhà biên giới Pu Si Lung còn rất nhiều loài hoa, loài quả và nhiều con thú rừng như con dũi, con gà rừng, chim muông, con sóc và mật ong. Đó là quần thể sinh học phong phú, đa dạng và rất nguyên vẹn.
Trên đường lên cột mốc số 42 có một cây ven đường. Theo kinh nghiệm của Lù Thị Gôn, quả có thể ăn và mang lại nhiều lợi ích. Đây, quả gì đấy cô này? Quả này hả? Đây là quả mâm xôi rừng, có vị chua chua ngọt ngọt và ăn. Chúng ta sẽ ăn cái quả nào mà chín như thế này này. Đó, nó có tác dụng gì không? Nó bổ sung vitamin, bù khoáng. 4 ngày 3 đêm leo núi là một hành trình không ngắn để chinh phục ngọn núi thường thấy ở Việt Nam. Để chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho cả đoàn 6 người trong 4 ngày liền, ở điều kiện đi núi như vậy, đòi hỏi phải có những đồ ăn khô, đồ ăn để lâu được, không bị hôi thiêu. Đây chỉ là một trong số nhiều bữa ăn của đoàn chúng tôi khi chinh phục Pusilung. Tìm một nơi góc rừng có thể an toàn về phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đốt lửa, mang đồ ăn khô ra nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng. Dạ đây ạ, đây là món cơm lam được em chuẩn bị từ nhà và mang lên. Mỗi lần đi leo núi á thì mình sẽ chuẩn bị cái món cơm lam này này. Và mình đi tới đâu nướng tới đó. Cơm lam này để được tầm khoảng 8 đến 10 ngày. Ở Pusilung chỉ có một chiếc lán nghỉ duy nhất, đó là lán do đồn biên phòng Pa Vệ Sử dựng nên cho cán bộ chiến sĩ nghỉ chân trong những buổi tuần tra biên giới và bảo vệ cột mốc. Chiếc lán rộng và gọn gàng sạch sẽ, đoàn chúng tôi xin phép các anh trong đồn biên phòng để nghỉ tại lán. Giữa nơi biên cương núi cao, rừng sâu, một chiếc lán như thế này vô cùng ý nghĩa và quý giá. Hơn 2 ngày, qua bao con núi, bao con suối, đoàn chúng tôi mải miết đi trong rừng trúc. Tưởng như không thấy ánh mặt trời, nhưng rồi bỗng nhiên phía đằng trước là khe sáng. Đây rồi, cột mốc số 42. Cột mốc nằm trên nóc nhà biên cương của Tổ quốc. Cảm xúc trào dâng. Chúng tôi lấy lá cờ Tổ quốc đã chuẩn bị từ khi ở Hà Nội mang lên đây để chụp ảnh bên cột mốc. Cảm giác đôi mắt rớm rớm hàng nước vì sự xúc động và tự hào vì hai chữ Tổ quốc thiêng liêng. Vâng, sau 2 ngày, một đêm đoàn chúng ta đã đến cột mốc 42, nằm trên ngọn núi cao thứ nhì của Việt Nam, thuộc biên giới của Trung Quốc, Việt Nam. Chúng tôi bịn rịn ở cột mốc 42 mà không muốn rời đi. Đứng ở chỗ này, nhìn ra bốn phía, nghĩ về hành trình đã qua từ đồn biên phòng Pa Vệ Sử đến cột mốc này, chúng tôi thấu hiểu hơn về những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Vệ Sử nói riêng và cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng đang làm nhiệm vụ theo suốt chiều dài biên cương của Tổ quốc nói chung. Và chúng tôi thấu hiểu hơn về những giá trị về sự bình yên, ổn định ngày hôm nay mà chúng ta đang sống. Từ mốc 42 lên đỉnh Pusilung phải mất nửa ngày đường. Đó là cung đường đẹp nhất của Pusilung. Có những khu rừng cổ thụ, rêu phong, chim hót líu lo, đẹp hơn cả khu rừng trong cổ tích. Có những đoạn đi xuyên qua rừng trúc, lối đi nhỏ, hẹp, phải nắm tay để kéo nhau lên. Trên đỉnh cao gần 3.000m này, hoa đỗ quyên nở sát trên đầu, hoa rụng răng đầy lối đi. Đi trên cung đường này, nhìn sang bên lãnh thổ Việt Nam, ta thấy mỗi bước đi yêu thêm Tổ quốc hơn. Gần 12 giờ trưa, trời nắng gắt, chóp đỉnh Pusilung hiện ra trước mắt. Wow, tới rồi, tới rồi. Wow, chúc mừng cả đàn. Ê, chúc mừng anh. Chúc mừng. Hai ngày dưới, đoàn chúng ta đã có mặt tại đỉnh chóp Pusilung với độ cao 3.083 so với mực nước biển. Và đây ạ, bên này là Trung Quốc, còn bên phải của em, đây là Việt Nam của chúng ta. Cả nhà có thể thấy ngọn núi Pusilung nó có cái độ cao đứng thứ nhì của Việt Nam, nhưng mà là cái độ khó nhất của Việt Nam. Nó rất là hùng vĩ và đa dạng.
Lên được cột mốc 42 để giơ cao lá cờ đỏ Việt Nam là chúng tôi thực hiện được 90% ước nguyện. Lên được chóp đỉnh Pusilung với độ cao 3.083m so với mực nước biển thì chúng tôi đã thành công mỹ mãn. Hành trình 4 ngày 3 đêm để chinh phục ngọn núi có độ khó số 1 Việt Nam này của chúng tôi khép lại. Nhưng nỗi xúc động luôn trào dâng mỗi khi nghĩ đến, nhớ đến ngọn núi này. Bởi đó là nóc nhà biên cương, bởi trên đó có cột mốc số 42 khẳng định chủ quyền của đất nước, được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Vệ Sử trông coi, bảo vệ, chăm sóc đêm ngày, luôn chắc chắn, vững bền và bình yên. Chinh phục Pusilung không chỉ thuần túy chinh phục một ngọn núi cao, mà ở đó chúng ta sẽ có một sự cảm nhận lớn lao, cảm xúc trào dâng về tình yêu Tổ quốc, hiểu hơn về giá trị của cuộc sống bình yên, hạnh phúc chúng ta đã và đang được sống ngày hôm nay.